chào cô chú anh chị cùng các bạn và các em nhỏ quay trở lại với kênh YouTube xe máy Thái Bảo. Ngày hôm nay thì lời nói đầu tiên như thường lệ, cho Thái Bảo gửi lời chúc đến cô chú anh chị bà con trên mọi miền đất nước lời chúc mạnh khỏe, một lời chào thân thương và tôn trọng nhất. Thưa quý anh chị, trở lại với cửa hàng xe máy cũ, xe máy Thái Bảo đã có cách đây 20 năm rồi, thì em bán xe máy cũ với cỏ thập cẩm tầm trung đã có sử dụng phục vụ cho em mình trên mọi miền đất nước. Ai đi cũng được, xe gì cũng có, quý anh chị từ nhỏ tới to. Và việc bên em có hỗ trợ cho anh chị là bán xe cũ có bảo hành, ăn bậy không nói bậy, không làm bậy, xe trên 10 triệu bảo hành 1 năm, dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng. À, nhưng bảo hành là cục máy thôi chị ạ, còn những linh hoạt ở ngoài nhỏ nhỏ như lo ngoài cả phục cũng xì nhớt, hay là hết cái bình hay là đất đi rồi máy, anh chị lo dùm em bao phản với xe cũ này anh chị, vì xe mới. Lúc mua mới có thể nhiều chiếc có 4 mấy triệu, bây giờ còn có 11, 12 triệu, tất nhiên nó không còn tiền 100% để anh chị của mình. Và đặc biệt bên em có hỗ trợ ship xa cho anh chị chỉ cần chuyển cọc cho em 1-2 triệu đồng. Thì anh chị nhìn những chiếc xe đó chị thích, là cách bạn Zalo cùng em. Em sẽ gửi cho anh chị coi chi tiết cái xe rõ ràng được lòng từ hai phía, em muốn ship xe đi cho anh chị. Và đặc biệt bên em là luôn luôn có tặng quà cho anh chị, cùng mua xe gồm như là cặp kính hậu này, một bình nhớt này và một nón bảo hiểm, những chi nhớt hết em ship đi là em thay cho anh chị luôn. Còn nhớt còn em tặng cho anh chị một bình nhớt đó, như thường lệ là đầy đủ hết. Còn trả góp hiện là ngân hàng rất là khó khăn, thì bên ngân hàng là mình có hỗ trợ trả góp anh chị, nhưng mà ai chị chỉ được ai bữa nay ngân hàng ship quá chặt, anh là chị nào vay trả tốt là ok được góp nữa, còn anh chị nào mà chưa góp lần nào có rất là nói chi tiết rõ ràng. Còn sự diễn giải xe quay mình chạy xa một ngày công đi tới cửa hàng, điểm diễn giải làm sao như thế nào chiếc xe cho đúng tiêu chuẩn của anh chị, chính chị khỏi thất vọng. Vì vậy cái tới cửa hàng thấy xe cái trời ơi, cái xe ông tả anh sao cái xe thắng đẹp lắm mà tới nơi như cung cấp thì cũng thật rất là khó lòng. Và thưa anh chị là không để anh chị chờ đợi lâu trong lĩnh vực mua bán, thì em có lúc nào gì có chiếc xe nào em sẽ chia sẻ cho anh chị mình ngay lập tức nha, chứ không bao giờ bán mà cái khơi giữa đường đâu đó. Bây giờ em sẽ chia trước mắt cho biểu xe, thì anh chị mình đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo thì anh chị ở đâu cũng được hết. À, cái địa chỉ em đã chắc in trên màn hình nghe, có sẵn cái địa chỉ rồi nghe anh chị. Anh chị biết xài Google thì bút vô Google hoặc là vô xe máy Thái Bảo.com là sẽ ra cho anh chị. Còn anh chị hãy đến với ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em 700m, em tận tình đi đó anh chị. Và địa chỉ thì em đã chắc in trên màn hình rồi, cửa hàng của em nằm ở đường Bình Chiểu anh chị, phường Bình Chiểu quận Thủ Đức. Em chia sẻ anh chị rõ ràng chi tiết. Còn xe thì hôm nay cũng rất là nhiều, phiêu chờ phiêu bọng nữa, nói chung đủ loại thành phần, nhưng có những vật như anh chị dặn em xe cỏ để đi làm nhưng mà không có anh chị ơi. Xe cũ thì bây giờ mua đầy cứ 2-3 triệu, 4 triệu thì em nắm chở một ngày 100-200 xe cũng có nữa. Nhưng mà thưa anh chị, lĩnh vực mua bán như vậy thì em thấy em rất là mít lông. Tại vì những chiếc xe mình đổi được cho khách hàng của mình á, người ta đương xài, người ta nâng cấp á, rất là ok. Để anh chị chạy rất là tốt. Còn xe ngồi bãi thì nhiều khi nó bó thắng, nó một sườn, nó sát cổ, nó chán cổ dây xe, nó khô, nó hư tầm lum tà la, đem về bán rất là mít lông. Nhưng mà em nói anh chị rồi, ở Việt Nam mình á là một không có gì mà rẻ mà ngon được hết, thì em phải cố gắng chỉ biết giảm giá mà lợi nhuận nhỏ thôi, chứ còn nó rẻ ngon tất nhiên không có rồi. Thì em cũng nói chị hiểu như vậy, thì tiền nào của đó mà. Còn bán hàng thì mỗi cửa hàng một cách bán hàng khác nhau, không ai giống ai hết trơn, không ai giống ai. Thành thử em nói anh chị là nó rất là khó lòng cho bên em. Thành thử là cứ ở đi hình ảnh thì em mang chất minh họa của em quay xe, ví dụ vậy nè, em quay chi tiết rõ ràng cho anh chị, chỗ nào bé xấu là em quay trước, chỗ nào đẹp em quay sau, chứ không phải áp dụng chỗ đẹp rồi đưa chỗ xấu cho anh chị. Anh chị đã hụt hẳn gì, anh chị yêu quê mà gom góp nhiều, anh chị có tiền không sao, người ta có tiền người ta vẫn xài xe cũ anh chị, nhưng mà nhiều người không có sao hết, gom góp được ít tiền mua chiếc xe mà diện không vừa lòng được rất là khó lòng. Còn anh chị mình chọn xe thì ở đây em bán xe thì cũng có đóng thuế đóng má cho nhà nước, chị cũng làm rất là nhiều việc, thì anh chị mình cứ chọn xe, xác định chiếc xe nào thuận vợ thuận chồng từ hai phía, mình chốt cho nó rõ ràng, chứ đổ đi đổ lại lỗ tiền ship cũng là mất thời gian của em, mà mất thời gian của anh chị là mất cái tiền ship đến lãng phí. Thì em nhắc anh chị là như vậy, thì chia sẻ của em mà cũng hết lòng. Và hôm nay chia sẻ cho anh chị một con có cái gì quay cái đó, chứ em không có được gọi ở đây, em không có đứng ra một chiếc xe nào rẻ, rẻ có rẻ mắc có mắc anh chị, không phải xe một cái xe nào chung chung với một thứ. Thì đây em sẽ review anh chị một con Alux 2010 FI phun xăng điện tử. Con này thì em nói anh chị là nó cũng hoàn thiện đó, nói chung khá đẹp, thẳng xe anh chị, xe không trầy nhiều. Nói chung hồi xưa áo sao có dày, đây bên này trầy một chút, chỗ này cái này có thể em dán một vàng chỉ đen là hết cho anh chị nghe, em hỗ trợ cái đó cho anh chị. Còn chiếc xe thì không té ngã, không đâm đụng, nguyên thủy, máy zin đầu chưa rớt. Em bán cái gì em quay cho rõ ràng, dễ nhìn, chỗ nào trầy là em quay trước đó. Còn xe không có lỗi miếng nào nghe anh chị. 54N3 chiếc này em bán cho anh chị là 15 triệu tại cửa hàng. 17 năm em giảm đi, để em giảm đặc biệt, em báo giá tính xác tại cửa hàng nghe. Anh chị nào ưu ái chia sẻ với em cái máy là cực kỳ nghe. Xe chưa rồi, xe khá thẳng, 15 triệu đồng cho anh chị một con xe Alux này. Rồi, mẫu đầu tiên. Và tiếp theo sau em là em giới thiệu chị một con RX FI phun xăng điện tử. Đó. Đầu nồi zin nghe, bánh mâm nghe, FI phun xăng điện tử, xe có trầy một vài đốm anh chị, không có mới keng. Mua mới là 27 triệu mấy trăm anh chị đó. FI. Máy zin em báo rõ ràng chi tiết này.
Xe có trà nhà nhà, không bẻ không đâm đục. Lốc đục cũng còn khá đẹp nha anh chị. Hôm trước em còn thiếu nhiều món đồ thì bà xã có báo giá nhẹ, hôm nay em vô đầy đủ cho anh chị luôn, chia là leo lên chạy luôn, không phải làm một cái gì nữa. Em chia sẻ cho anh chị cái giá con này 13 năm, tới cái hàng còn 11 năm. Em bán 11.500.000 cho anh chị chiếc xe này. Đó, 11.500.000 coi chị có hộp xanh đầy đủ này, mâm chân giò sạch sẽ, máy zin. Đó, lồng lá vậy em bán rẻ hơn con bình xăng cơ nữa nghe anh chị. Em chia sẻ giá đàng hoàng, hôm trước còn thiếu một vài món đồ thì 11 triệu thì hôm nay em quay đủ cho anh chị luôn, đầy đủ có 11.500.000 nghe, chưa bao gồm tiền ship. Anh chị mình mua thì chia sẻ với em. Anh chị nhìn đi con này, anh chị đi dung, đi rải, đi loco show, đi rửa ráp xe ôm, đi giao hàng, học sinh, sinh viên, đi văn phòng, đầy được, đều được hết nghe anh chị. Vỏ bánh trước sau dày cui nghe, về chỗ chạy nhông thì chỉ còn mới lắm anh chị ơi, về chạy luôn, km đầy đủ. Và tiếp theo em chia sẻ anh chị một câu này, nói chung 9 triệu đồng đi, em bán chị 9 triệu đồng thôi. Một con Suzuki Viva FI 115 phục sườn tử, máy zin, bánh mâm, nói chung xe khá thẳng cho anh chị bên Suzuki Viva này. Tại cái hàng 9 triệu nghe, còn ship đi anh chị mình chia sẻ với em nghe. Đó. Có máy anh chị coi này. Suva FI phun xe điện tử, máy zin nghe. Đó, đầu đồ chưa đất. Xe liền, có trầy một vài chấm nhỏ nghe chứ không mới can. Em báo rõ ràng, mua mới hai mấy triệu anh chị mà nó là siêu lợi nhuận, 100 cây 1 lít 70 cây. À, là chị xăng cực kỳ cho Suva FI. Và để tiếp review cho anh chị là có mắc có rẻ, ẹt em về thì từng con từng giá anh chị ơi. Đây một ẹt Shinto 135, máy zin. Xe khá đẹp, liền sạch sẽ anh chị, không dính bụi trần nghe. Nói chung là xe riêng theo 5 tháng, nói chung vàng lông vàng lá thì ok, cũng có một vài chấm nhỏ nhỏ như đây. Em đưa sát cái máy chị coi thôi, nó một chấm chấm đây như là kiến bò đó, nhưng mà không có đáng kể cái đó, mình đánh bắt nó sẽ hết. Nhưng mà em quay rõ ràng cho anh chị mình khỏi phải thấy phật lòng vì em. Đó. Chứ nói nghề làm giao trăm họ đây mà anh chị, làm sao diễn giải cho hết được. Còn xe cũ anh chị thông cảm em, nó nói rồi. Ví dụ có máy em bảo hành cho anh chị. Còn những gì lâu lâu có phốt cần số thì nhớ thì anh chị thay giùm em cũng được nè. Ở xa mà điện thoại cũng nhức lòng nhức đầu, tại vì mới 50 mấy triệu mà vẫn còn có 10 mấy triệu, anh chị cứ nghĩ đi. Rồi nhau xanh diễn mồn hay là máy cũng đứt hay là lo cái bình thì tới thời điểm nó hư. Buộc phơ chứ bây giờ đương ngon lành thì nhanh đi thay cái bình cho anh chị, xe cũ mà đúng không? Nó phải có tiêu chuẩn tiêu chế đồng quan. 94K2 này, 14144, số cũng được nghe anh chị. À, giá con này 18 năm. Tới cửa hàng em để cho anh chị cái giá cuối cùng của em là 16 năm là hết tình đời luôn nghe. Em bắt anh chị 2 triệu tại cửa hàng X50. Mà con này rẻ hơn, con này hơi kêu cò chút anh chị, 61B1 thị xã Thủ Dầu Một này, thành phố Dầu Một á. Con này em bán chị 11.500.000, thôi 11 triệu luôn, chia sẻ anh chị tại cửa hàng. Đó, 11 triệu có một đẹp center đó. Tại sao con này như vậy mà con này là như vậy thì anh chị coi chia sẻ cái giá giùm em, chứ không phải em bán hàng. Máy cũng chắc, bảo hành cho anh chị luôn một năm, nhưng mà cò hơi keo anh chị phải canh cò lại, em báo rõ ràng chi tiết. Ạc 135. Và tiếp theo về một con này mô Phật cũng đẹp, con ạc đây thì anh chị khỏi nói rồi. Màu đỏ con này quá đẹp, thì anh đẹp cái giá anh chị coi ba con ạc center 135 giá đều khác nhau. À, em là người miền Trung, ăn ngay nói thật, nó cái gì cần có cái gì nói đó, riêng nguyên con là gì? Riêng toàn tập ốc nồi chưa động hết, nó mới tỏn luôn chị nghe, nó mới thiệt tình luôn. À, ạc bây giờ vẫn còn con ạc đẹp như vậy thì cũng khó kiếm. Thì vỏ bánh chị coi là như mới, đồ rất chuẩn nghe. À, 61K1, xe bồ bàn, chứng minh chủ xe, đầy đủ cho anh chị luôn. À, vỏ bánh nè, heo đĩa, heo dầu nè, rồi 61K1 nè, con là 245 bán tại cái hàng cho anh chị là 22 năm. Giá cuối cùng là 22 năm nghe anh chị. Em bán chính xác giá vỏ bánh anh chị coi, hộp xanh đất này. Anh chị coi ốc nhái của nó này. Đất còn này. Rồi nó mới tuần. Thì ba con ạc trong mỗi cái giá, một con 22 năm, một con 16 năm và một con 11 triệu thì anh chị mua ạc center thì nó có giá, còn con trong nhà em mua con kia đi có 2000 cây số em mua 40 triệu đó anh chị. Nó không phải có một cái giá riêng, chứ không phải cái ảnh bán cao hay bán thấp, đừng có phân biệt cái giá bên kia. Thành ra em phân giải cho anh chị là ba chiếc xe, anh chị phân giải từng giá. Chắc ở bên kia em bán ạc 35 có 11 triệu, 10 triệu thôi. Có cho anh chị mâm zin đồ zin này, 11 triệu luôn. Bao chạy bảo hành 1 năm luôn, có 11 triệu cho anh chị nghe. À, thiệt tiền nào của đó em đã nói thẳng chính xác và chia sẻ với anh chị. Mình cứ đắt tiền lấy mấy ngon chia sẻ với em. Và hôm nay em về một con Future 1, 61B1. Con này 17 năm, em bán tại hàng 15 năm cho anh chị. Nhưng mà tới hàng em giảm thêm còn 15 triệu, anh chị có cái xe này. Nó không ken xà ben, nhưng rất đều. Chân giò ốc ngáy của nó là em nói anh chị là nó đều tưng, chứ không phải là nó bẻ, nó nứt, nó té, nó lệch bên này bên kia không. Nó rất đều xe cho anh chị mình nghe. À, những anh nào lớn tuổi đam mê đi dòng này hay là quen pha mới thì anh chị cứ đăng đặt vô giả thiết hai con chị mua. Này nãy hồi mua tính vàng cây anh chị ơi, cái quen pha mới kia 4 chỉ vàng, còn con này vàng cây nghe. Em bán anh chị là 15 triệu luôn tại cửa hàng, em bán đẹp luôn. Em không nhớ mua bao nhiêu nữa mà em bán anh chị 15 triệu.
chân giò đẹp, rất đẹp nha. Điện thoại keo sút thôi. Thì coi lốc nồi nè, chân cẳng này. Đó, 15 triệu có một em future cho anh chị mình luôn. Đó, anh chị có chiếc xe thẳng như cái bông bí, em chia sẻ anh chị hết tình hết mình cho em cái giá này. Đó, 15 triệu đồng bộ future, anh chị coi nó mướt mờ luôn. Đầu nồng bình xăng còn hết nghe anh chị, không mất món nào nghe. Em bao rõ ràng chi tiết cho anh chị mình luôn. Thì sau con ạc bên em về một con future nail mà em nói anh chị phiêu nén đẹp, em nó chưa từng thấy luôn nghe. Đầu nồi chưa rớt nghe anh chị, em bao. Đó, anh chị có đèn cày này. Ốc nhái tiền nào của đó, niền gô xây này, cái cam sáng trưng. Chân giò còn đẹp, em nói chị là lóc liếc này. À, áo nguyên zin nghe. Chưa sân dặm bắn túc, chưa té ngã một lần. Thì một em nêu kim chị coi, đầu zin nghe anh chị. Rồi. Dàn chân này. Khá thẳng cho anh chị mình con này luôn. Đó. Đất bọng còn hết 2.8 nghe anh chị. Đúng 2.8, nêu kim 2.8 nghe. Nơi 4x7. Con em bán chị 25.500.000 tại cửa hàng. À, con đẹp thì em sẽ báo giá chập. Con kim có con kim nhiều loại kim, nhưng mà giá trị của nó như thế nào và ra làm sao, chất lượng thì em để nói thẳng anh chị rồi. Làm người, làm nghề thì học chữ nhẫn cho cao nghề bán xe cũ này. Hai bên chị nói này nói kia, nhưng mà chất lượng thì lúc nào phải luôn luôn đi đổi thực hành. Em thà em bán chuẩn. Thì nãy em đã ví dụ đề ba cho anh chị ba con Accenter 11 triệu và 16 năm và 22 năm. Thì có từng giá anh chị chọn, cái đừng có nó thám kiến quái rẻ hơn. Còn anh chị nói bán mắc như quỷ, bán ai mua hỏi đang có quỷ mai cho anh chị, em bán sạch trơn luôn. Về bao nhiêu khách hàng em đã quen ủng hộ hay bao nhiêu, quan trọng có tố chất và chất lượng. Anh chị nào đã sử dụng qua xe cũ, nhớ ưu tiên ủng hộ cho Thái Bảo. Còn chị đã chưa mua xe cũ cứ mua xe mới xài. Nó lỗ anh chị thấy cảnh là lỗ bao nhiêu tiền, cứ mua xe mới ra khỏi tiệm lỗ chục 15 triệu anh chị có biết liền. Và chia sẻ. Còn cái giá thị trường một chiếc xe cũ thì thưa anh chị rồi, mua bán thì nó phải lỗ tùy theo dòng xe. Chứ thật anh chị xem để trong nhà đó, em mua những con Vario 43 triệu giờ bán 38 37 triệu em lỗ 6 7 triệu chiếc xe không chạy luôn anh chị. Rồi những con xe như em bây giờ em có bán 30 triệu lên mua 36 triệu giờ em bán 30 triệu một con Vario 150 đó, anh chị cũng coi giùm em. Con CBR em mua 60 triệu, anh kia anh mua ở đây cái 10.000 cây mua 60 triệu mua mới 83 triệu. Em mua lại 6 triệu giờ em để trong nhà em bán ra 42 triệu em lỗ 18 triệu anh chị thấy chưa? Đâu phải là làm nghề xe cũ nên thua cầm đồ anh chị. Người ta cầm đồ thì người ta để giữ tài sản, có tiền lời trong tháng, ví dụ 5 lai thì 3 triệu tháng, 1.5 triệu, 2 tháng có 3 triệu. Như cái xe mua để cả năm bán chưa được anh chị nghĩ đi. Bao nhiêu giống trong vào đây hết chứ không phải đơn giản như mình anh chị mình nghĩ đâu. Và chia sẻ với em một con Alpha này anh chị này. Em bán con này cho anh chị này, 7.500.000 đồng. Anh chị muốn về vô cái yên thì vô cái yên ngay có ba ga chở hàng sẵn này. Anh chị mua một cái yên thả này lắng trở về vị trí ban đầu. Còn nếu để cái này thì anh chị chạy chở hàng cái đồ bình thường, vỏ bánh trước sau dài này. Không có hộp xay này, dàn chân sạch này. Đầu nồng bình xăng còn hết nghe đó, liên lạc cho anh chị cũng có một vài miếng bể chấm nhỏ nhỏ không đáng kể. Thì đó chia sẻ anh chị 7.500.000 đồng, 7.500.000 đồng cho một con quay Alpha 100. Đó anh chị coi xe này mua gì chạy gì bất kỳ. Bây giờ mua xe tàu 4-5 triệu gì dọn lên chạy ra cái giống gì. Em thật sự anh chị luôn. Rồi tiếp theo em chia sẻ cho anh chị một con này. Là một con 81 đúng anh chị, 53XA. Thì 81 con này em bán chia sẻ cho anh chị cái giá là 8.700.000 đồng. Em mua 8.500.000, em bán 8.700.000 anh chị. Có máy là cực kỳ cho anh chị mình luôn nghe. Nói chung đồ riêng cũng còn khá nhiều. À, nhưng đều đều xe nó móc vậy không có được gọi là dọn đẹp, nhưng mà xe nó sẽ chuẩn đầm đồ còn nghe. Đầu nồng chị coi này. Đó, đầu nồng chị coi giùm em, xe rất là thẳng này đó, lốc nồi này. Từ 8.700.000 tại giá tại cửa hàng nghe anh chị. Đó, em chia sẻ đàng hoàng cho anh chị mình luôn. Và tiếp theo đây là một con này là 52P6 này anh chị. Con này em bán bên đây 22 năm thôi, một con future nail kim. Mọi dụng full cho anh chị, dụng từ đầu đến đuôi, dụng từ chân tới giò. Thì em thấy dụng như vậy thì cũng là khá bị nhiều tiền, tưởng người ta dụng với mình dụng quá nổi đâu. Mua về dụng mà đi bán thì lỗ chắc chết. À, thế là anh chị nào mua chia sẻ với em con này có 22.500.000 bằng một con quay A mới thôi. À, thì em cũng nói hết lời hết tình với anh chị mình luôn. Còn đây là một con Angola. Angola này thì mua mới tại Thủ Đức này, thì anh chị mua vô rồi vào tầm giá 20 lẻ mấy nghe anh chị. Bây giờ em bán là 8.500.000 đồng tại cửa hàng, xe còn khá đẹp. 50cc dùng học sinh sinh viên. Anh chị em nào không có bằng lái cô gì chú bác đi cà phê đi chợ rất là ngon, máy chạy chuẩn bảo hành cho chị 1 năm. 8.500.000 vẫn bảo hành 1 năm như thường lệ cho anh chị mình luôn, nói là làm. Ừ. Rồi thế thôi chân em ra này, em quay anh chị Louis X, cô đó thì máy nó không được em lắm, thì em bán cho anh chị con này 6.200.000. Nó chạy thì ok đó, mà kêu ra nghe cũng không ngon lắm. Nhưng hôm nay em báo giá này, nếu em làm lại bao nhiêu tiền thì tính thì báo giá cho anh chị là bao nhiêu tiền. Vỏ bánh như mới 6.200.000 đồng cho một lô Vias. Máy không em, anh em còn lái nào mà bán mua về bán có lời thì mình chốt xe này cũng có lời này. Nói chung là phải làm cam cò lại, em phải báo rõ ràng 75C1.
dàn chân thì rất đẹp, máy zin, nhưng mà không em vỏ bánh thì dài cui lưu vs. Mà sau đó là lấy một con neo kim thì phân giải anh chị, rồi con này zin toàn tập ngay để anh chị 20.05. Con này theo năm tháng luôn, ngày xưa người ta đi sống còn y vậy, không mất một món gì, đầu nồi chưa rớt anh chị cũng nguyên thủy hết đó. Thì em nói rõ ràng chi tiết cho anh chị mình luôn một con neo kim này. Đầu nào chưa rớt máy zin, trong đó cũng là nó 20.500, mà con này em báo anh chị rồi, 25.500 thì có từng con neo, từng giá một, chứ không phải con nào cũng giống con nào. Và là tiếp theo chia sẻ anh chị một con Vision màu trắng mới về, chưa sơn dặm bắn túc, chưa rửa luôn anh chị, xe mới về bỏ đây, khóa xì mắt cay là 2019, mắt cay là web ga anh chị có nhấn nút 2019, chẳng dơ chưa rửa luôn, 60F3 Biên Hòa Đồng Nai. Thì con này 25 năm, em giảm anh chị con này tại cửa hàng còn 23 triệu đó, em giảm 2.5 triệu nó còn 23 triệu cho anh chị mình luôn. Xe đẹp nghe, đều xe lắm, đách bọng còn hết nha anh chị, không có đâm đụng té ngã nghe, nhưng có một vài chấm nhỏ nhỏ trầy thì phải có, nhưng mà để rồi coi như thế nào. Hiện tại bây giờ em thấy có chấm mấy chút xíu này ở như chỗ này nè anh chị, có chút xíu đó nhưng nãy không đáng kể, nhưng đó chia sẻ với em hết tình mình 23 triệu mà khó chịu mất ca gì, như lò xo em chưa rửa, em thắng trắng cái ra là biết xe nó còn đẹp lắm, nó đẹp lắm đó. Thưa anh chị nào nhanh tân tốt đơn. Và tiếp theo là một con Alac mắc cú, như con này anh chị là từ như cục pin, thì anh chị coi con xe anh chị biết nó có tài một vài chấm nhỏ nhỏ dắt vô dắt ra khi gửi xe anh chị, còn chiếc xe nó hoàn mỹ, máy zin bảo hành chị 1 năm xe như thường lệ. Rồi 59X2 xe Thủ Đức luôn. Còn nên bán cho anh chị cái giá là 20.500 tại cửa hàng này. Tại vì cái xe ăn chinh quá. Em bán chút em quay anh chị coi con 18 năm màu đỏ cũng như vậy luôn, màu trắng đỏ cũng vậy, nhưng mà xe này thì mắc cú chị biết rồi, chị biết chạy nó rất là ngon. Xe khá thẳng và sạch sẽ cho anh chị mình luôn. Đẹp thì em nói đẹp, mà dập thì em nói dập. Và anh em về bộ super rim anh chị ơi. Xe này ta dán lại bộ tem nghe. Em trước khi đề ba này em báo trước cho anh chị luôn. Có gì nói cái đó. 53X7 18 năm, con em bán cho anh chị còn 16 năm tại cửa hàng này. Đừng kêu em giảm nó tội nghiệp nha anh chị. Xe nói chung thẳng lắm anh chị ơi. Bấm điện còn luôn anh chị nghe. Bấm điện mình sự bấm điện còn đó, em bán có 16 năm thôi. Bên em mua điên bán khùng cho anh chị mình luôn nè. Super Dream đời đầu nha anh chị, mà xe cũng khá thẳng cho anh chị mình luôn. Đầu cổ liền lạc nghe, không bể không đâm động, 16 năm mình sườn bấm điện còn. Đây, đâm này, anh chị có cái máy đẹp này. Đó, đầu bò đẹp cái đây anh chị. 16.500 cho một con Super Dream này. Bô này. Cô xây đầy đủ nha anh chị. Rồi chi tiết mình cho anh chị quay hình ảnh anh chị coi dễ dàng hơn. Và tiếp theo là một con Wenfa, thì con này bị gãy chứ mỗi về này người ta đem mình cửa hàng lại thôi. Mình thích thì mình dán miếng mũ đen, miếng từ canh đen đây không ai thấy được hết. Nhưng mà em chỉ làm quay rõ ràng anh chị, mặt nạ có rất một chút này. Anh chị muốn đi làm chạy sang. Cái máy thì rất là khô. Đó. Ok cho anh chị mình máy móc này. Con này 10 triệu đồng anh chị. Anh chị tới cái hàng em giảm độc thêm cho chút nữa. Mình đi công trình này, đi rải đi dung hay đâu anh chị đi xong Wenfa rất là ngon anh chị đó. Vô bọng còn anh chị. Đồ rất là thẳng. Em nói cái gì ra cái đó chia sẻ cho anh chị mình hết tình. 60F1 rồi 10 triệu đồng tới hàng bất thêm lọc cho anh chị luôn. Bây giờ anh chị chạy thử 3 năm nên chị bán vẫn được 8 triệu, em nói thiệt. Wenfa vừa mua sát 8 triệu mua cũng không có, mà như đồ riêng còn khá nhiều. Rồi đây là một con filter GT, neo GT, em có nói rõ ràng anh chị cái neo GT. Con này 30.5, bên em bán cho chị còn 28 triệu, em giảm chị hết mất luôn, em mua 27 mấy rồi bán chị 28 triệu. Còn biển số Đồng Nai nghe đó anh chị, coi dàn chân dàn giò này, lốc này, đó GT bánh mâm nha chị. Vì GT á, em phân giải chị hiểu là GT là không dày xe của đồ mét, nó xài đúng GT là nó xài đo mà đồ mét trong máy đo ra thì nó không có dây đồ mét. Em chắc là hỏi anh sao quay xe này nó không có dây đồ mét, nó cũng kỳ kỳ cho em đó. 28 triệu chuột em neo GT kệ cha lỗ rồi. Anh chị nào mua thiện chí cái alo cho em, bớt thêm bớt lọc bớt lá chia sẻ cho anh chị mình hết mình luôn. Bây giờ có nói dòng nói ra nó qua nó lại không qua nó thật, mình bán hàng cho nó chuẩn xác chính xác anh chị một chút để anh chị mình ưu ái và chia sẻ với em. Đây một con cánh én
61 anh chị này, nhưng mà con này em bán chị hiện nay á, em bán tại cửa hàng chị 8 triệu rưỡi nghe. Nếu mà chốt được chốt xe dụng full cho anh chị mình luôn nghe, lên đề luôn nghe. Vi đông cầm cái nén đầy đủ nghe, uống cà phê chơi đi rất là dễ thương ở đầu nồng còn luôn nghe anh chị. Đó. Đó anh dễ mình uống cà phê đi chơi vòng vòng, đi đường gần hơn hay đường xa chạy hơi mỏi giò chút xíu, tại vì nó phân khối nó 50 thì anh chị mình đi đường xa nó không được ngon, mặt nạ còn luôn đó. Đồ cũng khá đều, dọn sạch sẽ thẳng tưng. Dọn không 7 triệu cho chưa tính tới cái xe. Mà công dọn nữa tôi chưa tính nữa, rất là nhiều. Em về Viva Suzuki vừa đi vừa đẩy. Suzuki Viva 2 tháng đĩa nghe anh chị. Máy cũng em. Xe nó chung đeo liền. 9 triệu đồng cho anh chị luôn. Đó. 9 triệu đồng. Mặt kính đồng hồ cặp kính hậu còn xe rất thanh cho anh chị mình luôn. Em báo giá tại cửa hàng. Liền sạch sẽ nghe, hai cái đĩa này bụi dính nghe chị, không phải lăn trài đâu này, bụi dính chuột thịt đơn à, bụi nó dính lên này là có mấy con một ăn trên cái đống gỗ hai bay ra đây. Rồi Arac 208 đi dàn áo nẹp xây, em nói chị mua con xe này chạy còn không mua mua xe gì nữa đâu, cái máy em nói em ru rú chạy như xe điện. Đó chia sẻ với em 60B3 bán chị 10 triệu tại cái hàng, tới cái hàng giảm lọc cho chúng nữa đó, anh chị mua về chạy đi, nó quá thẳng luôn mà. Rồi chia sẻ với em, ở trong nhà còn nhiều lắm, nói chung là Đài Lan này em còn mấy chiếc này Lít này 2010 này, rồi Liberty, Moto Mini, TNT, nói chung là rất là nhiều xe chia sẻ trong kho, thì cũng còn nhiều bên kho bên kia nữa. Còn những FZ này máy chi nhanh chị ơi, em bán chị 21 triệu chơi này. FZ16 nghe, rẻ hơn Exciter luôn chị. Moto 150 FZ16 vô hai cái bạ luôn nghe, nó bình thường là không có hai cái má ngoài này, vô cho nó phối với chiếc xe nhìn nó hầm hố đó. Ghi đông tay cầm đèn hỗ trợ chiếu sáng đầy đủ cho anh chị mình hết luôn. Rồi 60B này, con này em bán cho anh chị giá 21 triệu tại cái hàng luôn, tới giảm lọc 200 nó còn 20,8, lỗ 3 triệu rưỡi đó anh chị. Mua chia sẻ với em đi, nhóc vài tháng cũng ngán, tự là em cũng chia sẻ hết tình. Ở rào này em làm sắp đinh cho anh chị luôn. Mua này đi anh chị. Hôm trước á em có báo anh chị sắp đinh đèn lồi 2.6 này. Đúng của 2.6 đèn lồi là của 2.7 luôn anh chị, là đèn lồi. Mà cái xe rất là đều xe, đẹp lắm. Nó không có mới can xà ban nhưng đều xe rất là nhiều. Hôm trước á là mua con anh kia, ông kêu hạn ký giấy, cái giấy mới đi ký được rồi đó anh chị, em ký xong rồi đó. Anh chị đã mua ra tay luôn. Ra tay luôn nghe anh chị, xe rất là thẳng này. Bình thường này. Bấm điện còn hết nghe, xe đẹp, kênh nó chứ bộ nhìn này mà em chưa có làm cái đầu nào anh chị coi này. Nó khô rầm rấm chứ không phải cái thứ tội lào lóc này. À, đúng hay là 6 cho anh chị mình nghe. Con hồ này, cặp kiến còn luôn. Thì em báo giá trước và giá sau. Nói chung ký cũng vậy, không ký cũng vậy. Em bán cái được cái nào em chia sẻ cái đó cho anh chị mình luôn. 59X2, 23. Còn 21 đó, anh chị mua là đó. Em kêu ra ký trực tiếp cái tịch cho chị luôn. Rồi đặt đục. Chứ em có gì suy nghĩ em nói thẳng, Subaru đẹp đó, đều xe. Ngoài chủ tốt giá cho anh chị mình luôn. Và tiếp theo con này là 61G1 Dĩ An Bình Dương. Thì con này 2010 mà xem khá dữ nghe anh chị. Chứ không phải xe tệ đâu, như em xem anh chị này, 22 năm bán 16 năm. Em mà thấy nằm trong nhà mà không đi thì em chướng mắt bán luôn. Chứ không phải em mua để anh chị bán chị 16 triệu 500 con xe này. Không phải rẻ mà ngon đâu, nhưng nhiều khi em bán rẻ lý do sao xe em mà nằm một tháng mà em quay bán được, em thấy chướng mắt em quay bán luôn, bán đi cho rồi. Để mua con khác thì hỗ trợ ủng hộ anh chị thôi, anh chị hỗ trợ em. Đó, con này không lỗi miếng nào nha chị, chân giò ốc nháy đẹp này, vỏ bánh chút sau dày cui nè. Đó, coi giùm em. Rồi sau những con xe anh chị đã tham khảo thì em anh chị theo chân em ra trước nhà để em coi anh chị coi những con xe mà nhuộm xe ga, xe này xe kia thì em chia sẻ anh chị mình hết mình. Trời rẻ quá trời rẻ luôn chị, đi mua thì lặn lội mà về bán xả sổ sàng luôn. Chứ còn không biết cách gì nữa, để khách hàng ủng hộ ân ái là em mừng rồi, chứ bây giờ biết nói sao cho hết lời đây. Rồi 59X3 thì con xe này 150/2020 thành phố Hồ Chí Minh Thủ Đức, ngay chủ ký giấy ký tờ quần Cú An nó gửi bán 24 triệu, xe nó đứng tên đó. Mua mới lúc đó mua 58 triệu anh chị, 58 triệu nghe, đèn led nghe anh chị. Thì bây giờ chia sẻ cho anh chị con nó có trầy tay một vài chấm nghe. Con xe này bán chị 24 triệu tại cửa hàng, em nói thiệt tình. Đèn led nghe chứ không có nói láo đây, không phải ba cái đèn led cho anh chị mình luôn.
xe rất thẳng, bán chị 24 triệu. Còn như đầu bò này anh chị, con đầu bò đẹp này, 72F1, 239 số 1, 2339 số đẹp luôn này, lên toàn tập lên luôn, 8 nút, nhưng mà xe đẹp quá, đầu bò liền không phải mình khen của mình đẹp, đầu 12 triệu 500 anh chị ơi, con xe 12 triệu 500 mua đầu bò này còn chần chờ gì nữa anh chị, em nói trời đất ơi, nó quá kinh khủng mà. Đó, 12 triệu 500 một đồ bò, hồi trước em có 10 triệu nữa anh chị, 11 triệu tùy theo giá, tùy theo chất lượng ngay. Và đặc biệt hôm nay em về một con Alux 2015, mắc cú đời cuối. Em nói đứng đây em quay luôn, đẹp, nói anh chị là lộng lẫy tình đời, xe chưa té ngã một lần. Anh chị coi con xe, trời nó phẳng như cái gì luôn, cũng không có lỗi luôn. Đó, anh chị coi tiền nào của đó nghe, 22 triệu chốt xe này anh chị ơi, đó, em nói thiệt luôn, 22 triệu chốt xe này cho em. 59Z2 không miếng lỗi, lỗi em chịu trách nhiệm. Đó, từng bậc từng chất lượng, cao hà thấp, rẻ hà mắc, có đều có hết. Thành thử em phải chia sẻ anh chị để anh chị hiểu được dòng xe ga. Hôm nay em sẽ làm dòng xe ga cho anh chị mình cùng tham khảo về giá cả và chất lượng đưa ra. Rồi 93C1, 12 triệu 500 cho một con Novo 6 vỏ bánh, anh chị coi dài như mới, lốc liếc này, chưa có miếng gì hết. Rồi, lông lá không trầy, Novo 6 12 triệu 500 ở đâu bán rẻ nghe em bao cho cậu. Trên hình ảnh em bao anh chị, nếu mà trầy xước đã xe em trả tiền. Tới đây mình em tả sai. Rồi em tặng anh chị luôn triệu đi tiền xe về. Nói sao em có dạy, không phải diễn mua trâu dễ bóng đâu. Chia sẻ với em luôn. Con này em mua 49 triệu này, em bán cho anh chị bên đây 49 triệu luôn chị này. À, 150 2019 khóa ABS, khóa mắt cây, hai rồi mốt còn luôn, chia sẻ anh chị đó, BC 150, 66H1, bán chị 49 triệu nghe, đó anh chị coi cái giá xe mới 80 triệu là anh chị, không rẻ đâu, vô chia sẻ với em con này, BC. Và tiếp theo một BX màu vàng đồng, thì con này em bán chị 20 triệu đồng 39F5. Nói chung cái loại này 17-18 triệu có đầy, mà xe đâm đụng ngập nước em có bán đâu. Con này hai ba nó khoét hai miếng, ngày xưa ta móc cái thùng vô anh chị. Cái này có miếng, cái này có miếng này. Ta móc cái thùng ở sau, người ta gỡ thùng rồi. Nói chung xe màu vàng đồng, yên da bò mà trước sau về chạy luôn, nghe leo xe đi luôn. Không làm thêm một cái gì nữa nghe anh chị. Không cày, không xước, không té ngã, không đâm đụng. Giá 20 triệu đồng. Anh chị cần xe 10 keo mắt, em bán chị 17 18 triệu, anh chị muốn mua 16 triệu cũng có xe cho anh chị nữa, quan trọng mua gì nó như thế nào. Nó vừa tầm con mắt mình không? Em bán xe cũng không đủ điểm để mang tiếng thử là. Trời ơi anh chị cứ nghĩ là thấy cái YouTube Thái Bảo nói ra cái em bán vậy, nhưng mà thật ra anh chị có thể nhận cái YouTube anh chị coi. Nó còn tệ tồi tệ hơn nữa, những cái xe nhà mình ở đây mình thiệt tình mình diễn giải hết mất hết tình rồi. Anh chị thương em thì bỏ mua của em nhiều là hiểu em thôi. 65C1. 21 triệu. Đã hơn con này 1 triệu, tại sao hơn? Nó cứng hơn chút xíu, xe cũ hơn này, nó trầy hơn một vài chấm đó, nhưng mà nó lại 21 triệu. Anh chị là đam mê basic đi đường xa rất là ngon rồi, những anh chị em mình lớn tuổi tuổi trung trung chạy rất là vui tình đời. Em chia sẻ rõ ràng chi tiết từng chiếc một cho anh chị mình. Xe không lỗi chỗ nào lỗi em báo anh chị luôn, như cái này cái cản có trầy chút, lâu ngày có trầy chút em có báo trầy rõ ràng anh chị, sơn riêng toàn bộ. Thì đó, còn những BS này em nói anh chị thấy cái xe mà mua để anh chị tiền dọn không 30 triệu anh chị, nếu một chiếc xe nó dọn nhiều nó láo. Một chiếc tim thái anh chị cứ đem vô chợ Tân Thành chị dọn 100 triệu không đủ tiền dọn. Một cái trợ lực không có mấy chục triệu rồi, anh chị cứ vô thử tờ chợ Tân Thành, anh chị chia sẻ với em đi thử dọn, chỉ sợ cái tim thái tôi cần dọn cho đạt đủ đồ chơi 100 triệu không ăn thua. Cái con này 59H1 anh chị, mà con xe này sơn tĩnh điện nghe. Sơn tĩnh điện này, đi đĩa sau, đĩa Dubai nghe anh chị, quả RCB đó thuộc này anh chị, vô bọng này, nói chung là trước sau em nói đẹp lắm. Ốc nháy là si kíp nghe, mình là sáng tân sáng giới, đúng bé cho anh chị mình luôn. 27 triệu, lỗ 3 triệu nhưng mà vẫn bán bình thường. Trên lỗ nhiều quá không bán, lúc em cần tiền anh chị biết không, ở trong nhà em có 3 cây mà, ở nhà nhắm hết tiền tự xe xả luôn, xả quê xả lỗ 1 triệu lấy tiền mua xe khác. Em cũng vậy, cái lúc em xe xả cho anh chị mình nhanh trai chốt đơn xe đi, chứ không phải cái giá nào cũng vậy. Khách thì khách, triệu lượt khách chứ không phải một người hai người, người này không mua người kia cũng mua. Thành ra em chia sẻ hết mình với anh chị, thấy những xe nào đẹp anh chị cứ
chốt đi, không có thiệt với anh chị đâu, em nói thật lòng. Anh chị coi chân giò hộp nhé này. Nó phải dọn, mà dọn thế nào, nó phải ra làm sao nó thành một BS có tướng có tài, hay là một tướng tướng bằng thì nó nhìn giống khác liền. Có người mà tướng bằng nhìn nó khác liền thì mình chia sẻ hết mức cho anh chị mình luôn. Đây BGS 25 này bán chị 22 triệu, hôm qua còn bán 19 triệu em mua. Cũng là BGS nhưng chị phải nhớ rằng nó quá thường, quá mất cây. BGS này quá mất cây ngay, phiên bản đặc biệt BGS này đó, tem xanh 2021-22 gì anh chị này. Đó quá mất cây, thắng ABS cộng sạc nó vô đầy đủ đó, cũng là một con BGS nhưng mà tùy theo mỗi chiếc mỗi giá, em phải báo rõ ràng. Vario 125-59i3, con này bán chị 29 triệu, 29 triệu, tới hạn giảm thêm chút nữa. Anh chị có Vario rẻ hơn con Vision 125 xe thẳng lắm nghe anh chị. Trời đất ơi, vỏ bánh này em bán cái giá em giá bộ đội luôn đó, 29 triệu tại cửa hàng. Rồi tiếp theo con 150 em bán 38 triệu, không cao chị, 4 mấy triệu cũng có nữa. 38 triệu con này nè, 150 nghe anh chị, xe không lỗi miếng nào. Vario màu trắng đen, thì xe ga thì quay vào máy móc thì em báo anh chị Vinh làm báo Vinh rồi. Đây em đương xe cho anh chị một con Vario này 95E1 150 30 triệu, 30 triệu một con Vario 150, không thể nào rẻ hơn em bao anh chị. Toàn nước Việt Nam anh chị kiếm trên cái mạng nào, chỗ nào bán cho anh chị Vario đẹp như vậy này à, mà anh chị cứ mua dùm em 30 triệu có ai mua được cho anh chị luôn, em mua lại luôn à, nhưng mà đó em chia sẻ cho anh chị này. Nó đẹp kinh khủng luôn á, nó cũng có trầy một vài chấm nhỏ nhỏ như này, cái này dán keo quá trời vậy anh em chui ra hết này, nhưng mà đó xe quá thẳng anh chị ạ. Thì em mới nói hết lời với anh chị rồi, con nào cũng ra con đó, giá nào cũng có giá đó à. Còn mà con này thì em xem nhiều khi em bán nó thì anh chị bán điên bán khùng, chẳng phải cái nào mà cũng lời đâu, mua phật. Đây 93P1 anh chị coi, một con Nokia, mà con Nokia này mua mới đúng 36 triệu, em mau đây đúng cháu em mua nhà 36 triệu chiếc xe anh chị coi, tem giấy nó còn luôn, chiếc xe nó quá liền, mà giờ bán con đã 12 triệu 500 ngàn. Bên em xem chị 12 triệu 500 ngàn trong con Nokia này. Anh có nói láo đâu, em nói láo gì, xe đẹp quá mà mấy chị không mua. Còn cái con này anh xin lỗi anh chị 8-9 triệu đầy được, nhưng mà nó xài bình xăng dưới là bình xăng bơm, bình xăng nằm nó trục trặc rất là khó cho anh chị mình. Thì em cũng nói hết lời hết lẽ hết phải hết không với anh chị mình rồi đó, mua ủng hộ thương thay bảo ủng hộ giùm em. Cái con này em mua 21 triệu, giờ bán chị 20 triệu, 60B6 này, còn riêng như cục pin mất cú mà xe riêng hết trần trần nó, cái chất lượng nó có hết cho anh chị, chứ phải em bán mà nó khơi khơi dậy dậy đâu. Sáu tám là một anh chị, đòi 24 triệu, đèn led đó, em báo gì ra đó có là em chơi cái đó hết. Bán sạch xanh. Rồi con này anh chị coi à, lắc không biết nhiêu nữa, con này cứ bán cho anh chị mình giá là 11 năm, đây 11 năm, xe có tài một vài chấm nghe anh chị, 11 triệu 500 đó, 11 triệu 500 mấy em ru A lắc đầu bò. Em bán cái giá thiệt tình chị cứ coi thử trên mạng, người ta bán cái xe thẳng vậy đi, 11 triệu ta không có đâu anh chị, cũng xe sơn dập à. Rồi tiếp theo cho anh chị yêu mình một con này là một con 50cc học sinh, nên chị mình chạy tốt ok anh chị, đi đường đi xá và những cô gì đi chợ này, hãng của Attila 50 nghe anh chị, ấy của em đúng chạy 600 km cả vẹt vàng dây da bọng cùng nguyên thương xe, nên xe mới lắp, xe là đúng xe hãng ngay mà Trung Quốc nghe anh chị, em nói rõ ràng nghe à. 61PA thì coi chân giò lốc liếc của nó này à, đồ em nói thẳng mới tinh tem xanh luôn nghe anh chị, chạy rất là ngon, em chia sẻ hết lòng cho anh chị mình luôn, những con xe đẹp và những xe giá cả hợp lý đó, nhìn xe này 16 triệu 500 bán tại cửa hàng, tại mua 16 triệu đồ anh chị ơi. Còn chiếc này em nói anh chị ra mua mới là 29 triệu 900 ngàn, chưa có thuế, anh chị có ra tham khảo chị Google hỏi xe mới là anh chị sẽ biết. Thì cái nào em bán ra cái đó, còn đồ bò này có trai chú bán chị 11 năm đó, có thể có cái hàm giảm thêm chút nữa cho không sao đâu, làm người mà nói chung có lòng vị tha, có chia có sẻ có sang có sớt chứ có gì hết. Đây một con Grander có màu xanh độc quyền anh chị, đúng kiến màu xanh, đúng xe màu xanh này luôn anh chị à, Grander anh chị phải coi 2018 nghe anh chị coi giùm em cái chân giò của đó này à, mỗi con một cái đẹp riêng. Grander em bán nhiều con có thể 17-16 triệu, mà có con tới 25 triệu, nó đẹp như thế nào mà đẹp quần mỹ hay không á, con này quá đẹp, đẹp lộng lẫy. Đó, chân giò lóc nháy nó chị coi.
61G1 Giang Bình Dương, 21 triệu đồng cho em xe này, bản đặc biệt nha anh chị. Bản đặc biệt lên đời cho anh chị nghe. Thiệt tình đẹp luôn. Đó, lên đời. À, thằng Diệu có xe này, không kêu có gì, không kêu thằng Diệu đâu ta. Tu thằng Diệu rồi. Nè con coi những xe đó một nè, mọi dây bây giờ 69 bán hả? Bây giờ đừng lấy 69 bán hả, phải không? Ở trong lỗ mặt lép dưới kìa hả, lỗ con phim một dưới đó, tưởng nó lộ lại phim một á hả, ở phim một lộ lại con lấy cái lấy con đó không, ở miền Tây đây ông thầy giáo hả? Ông thầy giáo miền miền Nam hả, thầy giáo tên Nam đó. Kiếm thằng nào kiếm thằng ngon ngon, thằng nào ngon làm luôn không thôi chứ không phải làm. Đưa cái thằng mới vô vô đụng mà mất câu. Con này lên cái kiểu gì đâu, chứ không phải kiểu đó coi.
có mua lăng á, thì đặt ra đi đi ngồi. Rồi kiểm tra từng chiếc tụi nó không đổ ngồi cận ông bấm bấm điện thoại không mà đổ mà xe nó đụng cái chiếc nào réo đó xe. V2 RX Volon, xe dọn nguyên con, dọn full, dọn rất đẹp, cực kỳ đẹp cho anh chị nghe. 11 triệu đồng không miếng lỗi. Rồi tiếp theo RX siêu nhân 71V2 10.500.000 đồng 2014, xe dàn lông rất đẹp, không cày xước, không té ngã, chân giò rất thẳng đó. Thì coi giùm em đó, mất hộp sang dưới còn xe ok. Còn đây là một em Suzuki FA, em bán con này cho anh chị là 13.500 đó, 2019 ngày trắng đen, xe đẹp không lỗi, máy chinh. Đó, máy chinh đèn báo máy chinh. Đó, nhiều con xe đẹp thẳng lắm anh chị ơi. Những con xe em vừa báo qua để quay cái đầu là cho anh chị mình tham khảo này. Xe đều thẳng, chiếc nào trầy trước tái bể em báo rõ ràng chi tiết. Rồi hôm nay em cũng báo giá đến đây thôi. Tại vì nó về cái chất lượng thì nó cũng rất là có cho cái hàng em. Và đặc biệt thì em thay mặt cái hàng xe máy Thái Bảo vạn lần tri ân đến quý khách hàng thân mến của mình đã đồng hành ủng hộ và chia sẻ cho em trong suốt thời gian qua. Thì có những anh chị cả gia đình mua em mười mấy chiếc xe lăn thì em không biết gì hơn, em chỉ có gửi lời cầu chúc đến cô chú anh chị bà con miền đất nước cũng như anh em bên hội từ thiện bên kiều bao đã đồng hành ủng hộ chia sẻ cho em. Thì một lời chúc mạnh khỏe, một lời thầu thân thương và tôn trọng nhất, hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo trên kênh YouTube xe máy Thái Bảo. Có gì quay đó, có gì chia sẻ hỗ trợ anh chị đó, nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn like để đăng ký kênh xe máy Thái Bảo, anh chị chọn được chiếc xe mình yêu thích. Còn em không dám kêu anh chị phải nhấn kênh đăng ký giùm em, nhưng mà anh chị mến mào nhiều khi chiếc xe lên anh chị hỏi chưa kịp tới là đã mất rồi, thì anh chị cứ chia sẻ với em rất cảm ơn và chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều.